Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp của mình. Như các bạn đã biết thì ở điểm hiện tại thì Facebook mới ra mắt một tính năng mới đó, đó là tính năng hẹn hò trên Facebook. Thì hiện tại thì nó đã, cái tính năng này nó đã cập nhập trên tất cả các cái dòng Android và kể cả iOS đều có tính năng này. Và các bạn nếu mà chưa có cập kiểm tra, chưa thấy cập nhật thì các bạn hãy nhanh chóng vào cập nhật. Ví dụ như trên chiếc cái điện thoại Android này thì các bạn kiểm tra xem cái bản Facebook của mình đã mới nhất chưa thì các bạn hãy cập nhật Facebook nhé. Rồi, cái tính năng này là nó có gì đặc biệt thì mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu và xem có gì mới nhé. Rồi, bắt đầu nào. Rồi, ok. Thì để bắt đầu cái tính năng trên hẹn hò trên Facebook này thì các bạn đầu tiên vào cho mình một trang cá nhân của Facebook nhé. Đó. Thì các bạn nhìn thấy cái mục ba gạch này để mở cái tính năng nó lên thì các bạn vào mục ba gạch này rồi ngay 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 trên đó thì có cái mục hẹn hò đây, các bạn kích vào luôn nhé. Đấy, rồi ở đây sẽ là phần đầu tiên, đây sẽ là câu giới thiệu, đó là không gian hẹn hò dành riêng cho bạn đó. Thì ở cái tính năng này thì nó tên là hẹn hò thì các bạn hiểu ngay đây sẽ là mục tìm bạn bè này, người yêu này, hoặc là bạn đồng nghiệp này, cùng quan điểm này, quan điểm giới tính này đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn tìm những người bạn mà các bạn cần thiết. Rồi mình bắt đầu này, đó đây sẽ là một số cái câu thông báo rồi tiếp. Rồi cái mục đầu, cái mục tôi là này, đây như tiêu đề trong cái mục này sẽ ghi là chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn khi đôi cái thông tin này, thì đây sẽ là cái thông tin về thông tin của bạn nhé, để cho các bạn, để cho cái Facebook nó sẽ tìm những cái thông tin mà người mà bạn muốn tìm là cùng quan điểm hoặc là cùng sở thích với bạn. Ví dụ bạn là nữ thì bạn chọn là nữ nhé, bạn là nam thì kích vào là ô nam này, và ở đây có một ô tùy chọn khác thì đây sẽ là, đây nữ thì các bạn nữ này đây, và thêm một cái mục nữa là người chuyển giới thành nữ. Đấy, người chuyển giới thành nữ và nam này. Người chuyển giới thành nam đó, và ô cuối cùng là người đa dạng giới, có nghĩa là người, tức là người chuyển giới ấy, hoặc là thế giới thứ ba đấy đó. Ở đây sẽ mình sẽ là nam thì mình sẽ chọn là nam này. Đấy, thì các bạn nữ thì sẽ là nữ. Đấy, như mình rồi, các bạn vào mục tiếp nhé, chọn tiếp này. Tiếp. Rồi ok. Đó. Đây là cái vị trí mà cái ứng dụng nó sẽ tìm cho các bạn ở khu vực mà quanh bạn sống. Đấy. Đây. Đây ví dụ mình đang ở Phú Mỹ Hà Nội này. Đó. Thì các bạn cứ chọn tiếp nhé. Rồi. Đây. Ảnh đây tiếp theo sẽ là phần ảnh đại diện, ảnh đẹp của bạn ở đâu. Cái tuyên cái ảnh đại diện của mình sẽ, mình không có lấy cái hình của mình. Đây là một cái bức mình chụp thôi. Thì tuy nhiên các bạn để mà cho cả người khác hoặc là các bạn, những người mà bạn muốn tìm ấy, thì để ý hoặc là có cái ấn tượng tốt về bạn ấy, thì các bạn phải có những cái ảnh đẹp hoặc là ảnh đại diện đẹp này, thì các bạn có thể chọn vào mục thay đổi ảnh này đó, cho phép này. Đấy, đây ví dụ mình thêm có mấy cái ảnh này mình muốn thay đổi này đó. Đấy, thay đổi này, bạn nào không muốn thay đổi thì các bạn sẽ không 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 thay đổi nhá. Đấy thì các bạn chọn mục tiếp này, nó đây giới tính nam, những người đây sẽ là thông tin ban đầu nhá. Đó, còn cái mục ảnh thì các bạn, như mình vừa giới thiệu các bạn muốn thay đổi thì các bạn có thay đổi một cái bức ảnh để cho ấn tượng nhá. Đó rồi mình xác nhận này. Cái thông tin này thì các bạn đợi một chút, nó sẽ xác nhận. Đấy, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ hẹn hò của bạn. Ở thứ đầu tiên đấy, rất rất nhiều. Rồi, hoàn tất hồ sơ hẹn hò này. Đó. Rồi, ở cái mục hoàn tất này thì nó sẽ, khi các bạn đã hoàn tất xong thì nó sẽ hiện ra cái thông tin như thế này. Đấy, tên này, tuổi này. Đấy, rồi và một số thông tin, ví dụ các bạn muốn thêm một số ảnh để cho các bạn xem hoàn thiện hồ sơ thì thêm vào ảnh hồ sơ các bạn cho nó nhiều ấy, thì các bạn chọn đây, chọn vào new này,
Đấy. Rồi thêm một ảnh nữa đi, cho hai ảnh đi. Thêm hai ảnh cho nó rực rỡ nhỉ, cho nó ngầu. Đó. Rồi. Rồi mình chọn xong nhá. À mình chưa chọn xong. À, đây. Đó, đây sẽ là một số cái thông tin cá nhân. Của đây mình đã thêm ảnh rồi. Tiếp theo thì ở cái mục trả lời câu hỏi này thì đây sẽ là mục mà sẽ giúp các bạn tìm được những cái điểm chung từ các cái bạn nữ này, hoặc các bạn nam này, hoặc các bạn mà, hoặc những bạn mà mình muốn tìm có cùng quan điểm sở thích này. Đây, ví dụ bạn có tài lẻ gì này, đây mình thử này. Đấy, bạn có tài lẻ gì thì mình trả lời vào đây thôi. Đấy, ví dụ như mình thổi sáo này chẳng hạn, thổi sáo và hát chẳng hạn. Đây thì mình lưu vào đây, mình lưu vào đấy, lưu rồi đấy. Thì cái sở thích đó, hoặc là cái tài đầu tiên thì mình muốn thêm một câu nữa thì mình sẽ chọn vào cái mục thêm câu trả lời đấy. Thì chẳng hạn đây mình sẽ chọn một câu nữa nhé. Đây, mình sẽ tìm một cái câu trả lời. Đây. Đây, mình sẽ chọn là câu con vật nhé. Đấy. Chó hay mèo hay là nó khác, mình thích mèo nhé. Rồi, mình lưu vào. Đấy, rồi. Thì các bạn nếu mà hoàn thành xong các câu hỏi trả lời thì các bạn chọn là xong nhé. Rồi, các bạn đợi một lúc nó sẽ cập nhật. Đấy. Rồi, đây. Thì ngay lập tức thì nó sẽ có một cái gợi ý cho bạn này. Đây sẽ là cùng những cái người bạn đây. Xem có một người bạn cùng với sở thích của mình này, nhưng mà tuy nhiên là nam này. Đó. Đấy. Đấy, sẽ có rất nhiều. Đây gợi ý, 20 gợi ý gấp đôi này. Đấy. Ở đây sẽ có phần đã thích bạn này, cuộc trò chuyện này. Đấy, nó giống như Tinder ấy. Nếu ai dùng Tinder thì nó sẽ như thế này. Đây. Ở cái mục cuộc trò chuyện này thì nếu mà bạn nào đã kết đôi thành công thì nó sẽ chuyển đến cái mục này, thì mình có thể tâm sự và hẹn hò cái mục này ở đây. Thì để đến được với nhau thì thành công hay không thì các bạn đến mục này các bạn tâm sự riêng tư là tùy các bạn. Đấy. Rồi, thì vừa rồi là tất cả những cái tính năng và cái những cái điểm đặc biệt ở trong cái mục hẹn hò trong Facebook này. Đấy, thì mình và các bạn vừa đi điểm qua một số cái tính năng đó. Thì mình hy vọng với cái tính năng này thì nhiều bạn còn độc thân, chưa có yêu, hoặc là chưa bạn tìm được cái bạn tâm sự thì các bạn có thể tìm được người bạn ưng ý trên cái ứng dụng này nhé. Rồi, chắc là video của mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên cho mình một like, một đăng ký nhé nếu thấy video hay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.